Hello, hello. Châu Tô Đồng Mối Hải Dương xin kính chào toàn thể anh chị, quý vị các bạn nhà mình nhá. 11 giờ trưa em Tùng xin phép lên sóng báo giá đầu xe hiện có tại chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương cho anh chị, quý vị nhà mình cùng tham khảo nhá. Các bác nào đang quan tâm đến những dòng xe nào, phân khúc tầm bao tiền, đấy, đời tầm bao nhiêu nhá, hoặc là những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ, đấy, ký gửi hoặc là hỗ trợ cho các bác nào nhá. Đấy, cứ vào xem cùng em Tùng để em Tùng tư vấn cho đại gia đình mình, tư vấn về xe, về giá cả và tất cả những thứ xung quanh cho mình ạ. Hai số line của chợ là 0343 540 999 và 0347 701 777. Đấy, hai số line thì em Tùng đã để trên mình rồi này. Các bác mà đang quan tâm gì nhá mà chưa thể comment được đây thì gọi điện cho em qua hai số hotline này để em Tùng tư vấn sâu hơn cho mình về những đầu xe đang có bên em nhá. Đấy, rất nhiều xe luôn rồi mình ơi. Đấy, bên ngoài kia này rất là nhiều luôn, nhưng bán rồi này. Đấy, rất là nhiều xe rồi, bán bớt rồi, bán vã rồi. Thì ở chỗ này em xin phép bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay bằng một mẫu xe cũng có thể gọi quốc dân đây. Hyundai Grand i10 sedan này đầu, đời 2015, đăng ký văn bánh năm 2016 nhá. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền 265 triệu đồng. Đấy, 265 triệu đồng nhá. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra độc sâu. Các bác nào mà ở Hải Dương nhá, mua chiếc này thì được có hỗ trợ cả trả góp cơ. 265 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si cực chất, cực đẹp luôn nhá. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này, hoan hỉ vui vẻ cho em xin vài được chia sẻ nhất dành nhá. Đấy, Vios i10 2015 này. Đấy, chào các bác vừa xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Các bác vừa vào xem buổi livestream, hãy hoan hỉ vui vẻ cho Tùng xin vài lượt chia sẻ đi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả mà để lan tỏa buổi livestream này hơn. Đấy, bước sóng này có thể tiếp cận được với nhiều bác mà đang quan tâm dòng xe cũ hơn nhá. Vừa rồi là i10 2 đầu 2015 rồi, tiếp tục báo giá là mình một chiếc máy dầu nhá. Đây, máy dầu mình cùng tham khảo này. Captiva Chevrolet 2009, máy dầu động cơ 2.0 nhá. Máy dầu động cơ 2.0. Đấy, form dáng Mỹ cực đẹp, cực chất luôn. Con này em Tùng đang bán với cửa tiền là 315 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra độc sâu. Đấy, tên tư nhân, công dịch vụ taxi này. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu B-Rector. La răng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan thì trên sườn xe này. Đấy, xin nhan này, rất là đẹp luôn nhá. Thiết kế cách điệu cực đẹp luôn này. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng nhá. Đấy, màn hình này, hai màn hình luôn này. Đấy, trang bị hai màn hình luôn này. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. 2.0 số sàn 2009. Máy số keo chỉ sơn si bao zin, nội thất đẹp. 315 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra độc sâu nhá. Đấy, có hỗ trợ ship xe cho gia đình mình ạ. Vâng, chào anh Thắng Sĩ nhá. Vâng, chào Phạm Nga này. Chào đại gia đình mình, chào bác Hoàng Đức Hợp. Chào toàn thể những khách hàng thân thương trên ba miền tổ quốc của chợ ô tô Đồng Hải Dương. Cho mình xem con ghét màu bạc đi. À đây, ghét màu bạc mới về bác ơi. Đấy nhá, ghét màu bạc mới về nhá. Anh Công ơi, con này đã có giá cả chưa vậy anh Công nhỉ? Con này có giá cả nhỉ? Bác ơi. Hả? Đổi giờ cho phong thủy em. Vâng em, không phải đổi giờ anh ạ. Em thêm giờ chứ không đổi nhá. À, tối vẫn 8 giờ anh Thắng ạ. Tối vẫn 8 giờ anh nhá. Con ghét này thì hôm nay mới về nhá. Con ghét biển Hà Nội thì hôm nay mới về. Đấy, chưa có giá cả nhá. Bác Nguyễn Hoàng Đan mà có đang quan tâm đến dòng ghét này nhá, chiều thì em sẽ dọn dẹp sạch sẽ và lên video, hoặc là gửi hình ảnh trực tiếp cho bác Nguyễn Hoàng Đan nhá, chia sẻ ra mấy lần đi. Vâng, cảm ơn chị Thắng rất là nhiều này. Tiếp theo đây, báo giá những dòng Innova nhá. Em Tùng xin báo giá dòng Innova bên em có thì mình này, một dòng xe 7 chỗ quốc dân nhá, cho các bác tham khảo này. Toyota Innova 2011 số sàn bản đủ bản G nhá, động cơ 2.0. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền là 315 triệu đồng thôi, 315 triệu đồng. Đời 2011 đấy, tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hồng Đó đây. Bản G thì trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy. Con này thì lốp láp thì mới cả dàn, lốp láp mới cả dàn. Bảo đảm cho anh chị quý vị nhà mình trong vòng năm nữa thì không phải quan tâm gì đến vấn đề lốp láp nhá. Đấy. Dòng Innova và dòng 7 chỗ quốc dân này, nội thất cực rộng, cực đẹp luôn. Điều hòa thì rất là mát nhá, điều hòa của Nhật thì không phải bàn. Rất sâu, rất buốt, tạo cái điều kiện thoải mái nhất cho anh chị quý mình di chuyển đủ người nhá. Chào bác Trần Bình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, chào bác sĩ Thắng, chào bác Nguyễn Trung, chào bác Hoàng Đức Hợp, chào đại gia đình ạ.
có xe nào bơi được không sếp? Xe thì bên em toàn ô tô thôi, không có tàu nhá, không có tàu. Anh Đức Anh ơi, không à, anh Trần Bình ơi, không có xe bơi nhá. Cành mẫu Innova 2011 rồi này, báo giá tiếp gia đình nhá. Toyota Innova 206 này, bản G em Tùng đang bán với cửa tiền là 225 triệu đồng thôi nhá. 225 triệu đồng. Đấy, tên nhân không dịch vụ taxi biển 38 Hà Tĩnh đây. Hà 38 Hà Tĩnh quê mình đây. Màu đen rất đẹp luôn nhá. Bản G xịn, hộp số VVTi. Đấy, dòng Innova này. Đấy. 206 này, 208 265 triệu đồng này. Đấy, cái dòng quốc dân này nhá. Ăn nhanh quanh chỉ tầm 8 lít rưỡi đến 9 lít trên 100 km đường trường thôi. Các bác nào mà mua về đi gia đình thì rất là hợp này, mà đã đưa dịch vụ thì rất là hợp lý nhá. 265 triệu đồng Toyota Innova bản G 208 này. Bản G 206 225 triệu đồng và bản G 2011 nhá. Đấy, 2011 315 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng còn ra sâu. Đây, còn một chiếc Innova em báo giá một dàn Innova luôn. Đấy, lộ một dàn Innova cho mình cùng tham khảo luôn nhá. Vâng, cháu Hương Trần, cháu Dũng Cường, cháu Nguyễn Văn Lâm, cháu Đại Hình Mình, cháu Trần Thị Hoàng ạ. Đây nha, em báo giá một dàn Innova này, còn chiếc này nhá. Toyota Innova biển 15 Hải Phòng. Về đời 2015 bản E. Em Tùng đang mà ra bán với mức giá mong muốn gia đình nhà mình là 395 triệu đồng nhá. Hỗ trợ trả góp bao ship hồ sơ, bao ship trên toàn quốc. Bản E-Sit là sáng đúc, hoành đĩa chống bó cứng ABS đầy đủ rồi. Vô lăng 4 chấu túi khi an toàn trên vô lăng nhá. Nội thất cực đẹp, điều hòa cực mát luôn nhá. Đấy, một dòng xe gọi là đến từ Nhật đây, lồi đồng cối đá nhá, rất là bền bỉ này. 380 ok không. Avel 2017 380 chưa được rồi nhá. Lên một xíu đi bác Đức Anh ơi. 380 chưa được rồi. Cháu Trần Thị Thu Hằng nhá. Avel 2017 còn một chiếc nhá. Avel 2017 còn một chiếc này. Đấy, các bác nhà mình mà đang tham khảo dòng nào nhá, cứ bình luận đi. Cứ bình luận comment trực tiếp nhá, để em Tùng tư vấn nhá. Buổi sáng thì quay nó rõ ràng một xíu. Đấy, buổi sáng thì quay rõ ràng một xíu cho mình cùng tham khảo này. Đây nhá, Avel 2017 TB của chiếc này này. Chiếc đất Avel 2017. Động cơ 1.5 số sàn đăng ký 5 chỗ ngồi. Con này thì em đang bán với cửa tiền 215 triệu đồng thôi. Sedan hay đồng form dáng Mỹ, la trắng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2 bét. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phòng Đỏ nhá. Màu bạc Avel 2017. 1.5 số sàn 215 triệu đồng thôi ạ. Cháu báo thế vừa xem buổi live stream hôm nay này. Chào bác Nguyễn Văn Lâm này, có con vai ớt nào tầm 150 không ạ? Còn vai ớt tầm 150 á. Vai ớt 150 bên em có nhá. Bên em đang còn một chiếc vai ớt đời 2016 tầm 150 rồi. Đâu nhỉ, em để em xem vào đó ở chỗ nào để em tư vấn cho bác nhá. À đây rồi. Vai ớt 2006 đây, 135 triệu đồng nhá. Avel, con Avel 5 bác nhá. 135 triệu đồng cho mẫu Toyota vai ớt này nhá. Đấy, bản G xịn 206. Máy số keo chỉ sơn si thì còn cực chất cực đẹp hơn. Xuất sắc so với đời. Là dáng đúc lốp đã đẹp, có hoành điện chống bó cứng ABS rồi. Đấy, các bác nào đang quan tâm một dòng xe mà tập lái lanh quanh tầm 150 này, tham khảo cho em Tùng chiếc này nhá. Chào bác Thắng Seven vừa xem buổi livestream này. Các bác nhà mình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, còn những thắc mắc gì về xe cộ, về giá cả, về chất lượng xe hoặc những thủ tục mua bán nào, cứ để lại comment đi nhá, cứ để lại comment đi, em Tùng sẽ tư vấn trực tiếp trên bước sóng livestream này. Đấy, tư vấn miễn phí cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Các bác ở gần sẽ đến trực tiếp bên em nhá, để được em tư vấn, được xem xe và chạy thử xe miễn phí nhá. Cạnh mẫu Vios 2006 rồi. Tiếp tục em Tùng báo giá hình này. Hyundai Accent nhá, Hyundai Accent xe lướt 2019. Xe này mang động cơ 1.4 số sàn, hộp số 6 cấp, đăng ký 5 chỗ ngồi, màu trắng này rất đẹp này. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền 395 triệu đồng thôi nhá. 395 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng trong áo xe này, tên tư nhân 98 Bắc Giang. Có bán tải số động tầm 400. Bán tải số động thì tạm thời bên em chưa có mẫu nào bác nhá. Bán tải số động thì tạm thời chưa có mẫu nào này. Đấy, bác đang quan tâm dòng bán tải nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em xin số điện thoại nhá. Lao một cái đầu bán tải là một số động thì em sẽ liên hệ trực tiếp bác ạ. Thì nhà mình đang quan tâm La Chetty biển 98 à. Ok, để em xem La Chetty biển 98 đâu ra. Đấy, trước khi review La Chetty biển 98 thì mình quan tâm cho em chiếc này này. Ford Everest máy dầu nhá, 2012 số tự động, đăng ký 8 chỗ ngồi, tên nhân biển 19 Phú Thọ Đất Tổ đây.
Con này thì em Tùng đang bán với cờ tiền các bác cùng tham khảo là 445 triệu đồng. 445 triệu đồng cho mẫu Ford Everest máy dầu đời 2012 số động, bản limited, bản đặc biệt đấy nhá. Đấy, nội thất ghế da này zin nguyên bản theo xe này. Đấy, đầu đài màn hình của hãng, vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Và túi khí an toàn có bên cạnh tác lô phu cạnh người lái đây. Đấy, 445 triệu đồng, máy dầu 2012 số động, một cầu nhá, bản limited, bản đặc biệt. Máy số keo chỉ sơn si zin, cầm bệ vô cùng chắc chắn nhá, không mục mọt. Đấy, cỏ tiền là 445 triệu đồng. Có vào rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cho mẫu xe này nhá. Đấy, đó để em xem con Na chất đi biển 98 đâu, em giới thiệu cho bác nào. Cảm ơn như lượt team lượt like của bác Phạm Nga này. Đấy, bác Khúc Văn Công đi từ Phú Thọ này. Đâu là Na chất đi biển 98 nhất đây. Thì con Na chất đi biển sáng em xem đâu nào. La chất ti biển 98 này. La chất ti biển 98 thì con đấy mà tạm thời mình rửa rồi, đang mang ra kia người rửa nhá. Thì em sẽ xin review mấy cái mẫu gần đây trước. Hay là tí La chất ti biển 98 mà thì em sẽ giới thiệu cho bác nhá. Vâng, thì ngay trước máy của em đây này, xin giới thiệu anh chị quý mình một dòng 7 chỗ nhá. Tiếp tục là 7 chỗ này, mà lành quanh hơn trăm triệu thôi. 7 chỗ hơn trăm triệu của gia đình mình nha. Mitsubishi Jolly 2004, 120 triệu đồng nhé. Tên nhân 29 Hà Nội. Đấy, la sáng đúc lốp láp đẹp. Máy số keo chỉ sơn si thì cực chất cực đẹp luôn nhé. Đấy, 120 triệu đồng thôi. 7 chỗ mà giá không bằng SH đây. Đấy, 7 chỗ không bằng SH nhé. Nội thất đẹp, vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Máy số keo chỉ sơn si cực chất còn đẹp này. Xuất sắc so với đời nhé. 7 chỗ này mang về đi gia đình rất phù hợp này. Đấy, các bác nào đang muốn chọn cho mình một dòng mà 7 chỗ mà còn anh quay chỉ hơn trăm, tham khảo cho em chiếc Mitsubishi Jolly nhá. Đằng trước mẫu Mitsubishi Jolly 2004 rồi này. Tiếp tục báo giá chị quý vị nhá. Mitsubishi Outlander 2016, đăng ký là bánh năm 2018 nhá. Đấy, con thì em đang bán với cửa tiền là 565 triệu đồng. Đấy, la sáng đúc lốp náp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan thì trên gương, gương kính cụp sợi điện. Cặp đèn pha trang bị công nghệ, bị cầu siêu sáng siêu đẹp nhá. Tên tư nhân không dịch vụ taxi, máy số keo chỉ sơn si còn bao zin nữa. Bao zin, bao kết hãng cho này mình về mẫu xe này. Đấy, 560 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra độc sâu đại đình ạ. Thì vừa rồi báo giá khá nhiều đầu xe là loanh quanh hơn 500-700 rồi. Mô linh vàng sẽ có mô linh vàng nhá. Thì em sẽ báo giá những đầu xe mà trong góc này tập lái thì mình cùng tham khảo này. Ở mô linh vàng à. Con đây mô linh vàng thì bên em đang còn chiếc này. Đó, tham khảo cho em đi ạ. Kia mô linh màu vàng 2016, động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền cho các bác cùng tham khảo là 195 triệu đồng thôi. 195 triệu đồng. Đấy. Xe trang bị la sáng đúc 4 bánh, lốp nạp đẹp, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Màn hình cova cỡ lớn nhá. Mang về chỉ việc đi chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, Kia Morning 2016, 1.25 số sàn 4 máy này. Đấy. Nội thất cực đẹp nhá. 195 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra độc sâu này. Để mình cùng quan sát góc trong này em nhá. Đấy, góc trong này rất nhiều đầu sẽ tập lái này. Đấy, rất nhiều đầu sẽ tập lái này. Cho mình cùng lái quanh chỉ hơn trăm triệu thôi. Trước mấy quay em đây xin giới thiệu anh chị quý vị mình mẫu Toyota Tiết nhá. Tota Tiết sedan đầu phân khúc hạng C màu đen. Con này thì em đang bán với cửa tiền cho mình cùng tham khảo là 189 triệu đồng. Xe này mang động cơ 1.8 V6 bản G đời 2003. Đấy, máy số keo chỉ sơn si thì còn cực chất cực đẹp luôn. Màu đen sedan đầu, la sáng đúc. Đấy, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, động cơ 1.8 bản G nhá. Tota Tiết 203. Đấy, sedan đầu phân khúc hạng C. Đấy, 189 triệu đồng nhá. Còn bớt, còn tương đương cho các bác mà đang quan tâm đến dòng xe Altis này. Đấy, vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng, cam lùi cam hành trình, màn hình đầy đủ rồi nhá. Có cả phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, nội thất ghế lỉ này. Nội thất ghế lỉ và trần lỉ zin như bản theo xe. Đấy, trong góc này rất nhiều đầu xe mà lên canh hơn trăm triệu thôi. Các bác của nhà mình đang muốn chọn một chiếc xe mà hơn trăm này. Đấy, để về đi tránh mưa tránh nắng tập lái nhé, thì tham khảo cho em chỗ này đi. Theo tôi đây này,
xin giới thiệu các bác một chiếc xe số tự động hạng sang nhé, mà cũng chỉ 130 thôi. Xe này có tên là Daewoo Maglev 2004, động cơ 2.4 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi nhé, sedan 2 đầu đấy, la sáng lúc lốp lap đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi, tên tư nhân 19 Phú Thọ đất tổ đây, trang bị rất là nhiều option ở đời cao luôn này, màn hình cova đèn pha bi cầu đấy, xin nhan trên sườn xe, gương kính ghế được chỉnh điện nhá, có giấy kính có giấy ghế cả rồi, 130 triệu đồng cho anh chị mình cùng tham khảo này. Vâng, chào bác Nguyễn Đức Tùng này, à chào bác Nguyễn Viết Khôi, chào bác Nguyễn Viết Tùng, chào bác Phạm Nga, chào lại mình đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Các bác nhà mình ơi, đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô lớn Hải Dương, để ủng hộ em Thanh Tùng này, cả nhà mình cho em xin một nút like, một nút theo dõi kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, để không bỏ lỡ những buổi lên sóng tiếp theo của bên em nhé. Các bác nào mà đang muốn chọn cho mình một chiếc Kia Morning số động nhỏ gọn, bổ túc tay lái này, thì tham khảo cho chiếc này này, Kia Morning 2009, đăng ký và lăn bánh năm 2010. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền, các bác cùng tham khảo 180 triệu đồng thôi nhé. Màu trắng mẹ mắng cũng mua đây, 180 cho chiếc Kia Morning nhập hàng 2009 này, nhỏ gọn tiết kiệm liệu. Đấy, máy số điện đóm thì rất là bền bỉ này. Đấy, vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng, nội thất đẹp. Đấy, mang về chỉ việc sẵn đi sẵn sử dụng thôi, phục vụ mọi nhu cầu gia đình mình. Innova 2010, Innova 2010 thì chính xác 2010 thì chưa có, nhưng đang có một chiếc Innova 2011 bác nhá. Đấy, theo dõi bởi đây chị mày này đi, em xin báo giá hết những cái đầu xe tập lái góc này, rồi sẽ giá chiếc Innova 2010 cho bác tham khảo nhá. Toyota Vios 2006, đấy, tập lái tránh mưa tránh nắng 135 triệu đồng. Đấy, đồng giá những cái đồng xe tập lái là tại chỗ ô tô Đồng Hải Dương cho mình là 135 triệu đồng. 206 số sàn, tên tư nhân, biển 34 Hải Dương 41011 nhá. Cả nhà mình không phải lo gì về vấn đề thủy kích gặp nước nhá. 1.5 bản G206, 135 triệu đồng. Đây, góc này loanh quanh là đầu xe tập lái thôi. Số lộng cũng có này, số sàn cũng có này, nhà mình cùng lựa chọn này. Kia Morning màu trắng nhá, Kia Morning màu trắng 2010. Bản SX, bản nhập hàn, con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền 220 triệu đồng. Xe mang động cơ 1.0 máy eco vô cùng tiết kiệm liệu nhá. Mở lại được máy nhập luôn gia đình ạ. Đấy, xe trang bị đèn pha bi cầu, la sáng lúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương kính cụp sửa điện, đăng ký đăng kiểm dài, đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 5 năm 2023 cơ. Điều hòa ô tô cần số tích rác nhá. Đấy, em Tùng đang bán với cửa tiền 215 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng cho mình nhá. Đấy, các cô các bác nào mà đang có nhu cầu mà muốn tìm mình một chiếc xe số động nhỏ gọn, đấy, tránh mưa tránh nắng, bổ túc tay lái, tham khảo cho chiếc này đi. Máy số cao chỉ sơn xịn còn cực đẹp luôn. Hyundai Getz nhá, tiếp tục này, một dòng xe đến nhà Hyundai này. Hyundai Getz 2009, đăng ký bánh năm 2011. Đấy, nhập hàn nhá, nhập hàn. Động cơ 1.1 số sàn. Đấy, lên full đồ chơi rồi. La sáng đúc, đấy, phanh đĩa chống bó cứng ABS, cam đùi cam hành trình. Đấy, màn hình cova cỡ lớn này. Một dòng xe tập lái mà 168 triệu đồng thôi nhá. 168 triệu đồng. Hyundai Getz nhập hàn 2011. Đấy, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu gửi gia đình mình. Đấy, không khoan khoái, không dịch vụ taxi, tên tư nhân. 168 triệu đồng. Giá thì còn có thể bớt, còn thể ra lộc sâu cho các bác nhà mình ạ. Đấy, lanh quanh đây chỉ những đầu xe hơn trăm thôi. Lanh quanh đây chỉ những đầu xe hơn trăm mình cùng tham khảo nhá. Toyota Vios 2010. Xe này mang động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, tên nhân 3 là lỗi nhá. Em Tùng đang bán con này với cửa tiền là 195 triệu đồng. Các bác nhà mình ơi, đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, mà đã thấy ưng mẫu sản phẩm nào nhá, thì cứ bình luận, cứ comment, để em tư vấn trực tiếp. Nếu mà chưa nghĩ nhá, sau buổi livestream thì em sẽ gửi những video, những hình ảnh chi tiết nhất cho mình cùng tham khảo này. Thì ở phía này xin giới thiệu đến đại gia đình nhá, Hyundai Grandi 10 bản đủ hatchback một đầu, đời 2016, đăng ký năm bánh năm 2017. Đấy, xe này mang động cơ 1.0 số sàn nhá, 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, tên tư nhân. Đấy, xe này trang bị la sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2m, xin nhan trên gương kính cụp sửa điện, bản đủ 2016 1.0 nhá. Đấy, máy cực ngon cực chất luôn. Đấy, nội thất ghế lì di nguyên bản theo xe. Vô lăng 3 chấu, túi khí đặt trên vô lăng, có để lộ sở tá tốt rồi nhá, bản đủ 265 triệu đồng cho đời 2016 ạ.
Tiếp theo trước máy quay em Tùng nhé, xin giới thiệu anh chị quý vị gia đình nhà mình Kia Morning này. Kia Morning số tự động 2013, động cơ 1.0 máy eco đấy, nhập Hàn nguyên chiếc bản SD, tên thương nhân biển 14 Quảng Ninh nhé. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 275 triệu đồng. Đấy, đèn pha bi cầu, đèn gầm phá sương tiêu chuẩn, dài đến nắp định vị ban ngày. Đấy, tay nắm cửa viền chân kính thì bọc lốp rất đẹp này. Xe trang bị vô lăng hai chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy, kết hợp có lưu điều khiển trên vô lăng nhé. Máy số keo chỉ sơn xi nội thất zin. Đấy, em chỉ đang bán với cửa tiền các bác cùng tham khảo là 265 triệu đồng thôi. Còn có thể bớt sâu và gia lập gia đình của mình. Con chó Thanh Ngoan này, chó Cà Đại Oanh, chó Giang Long, chó Chiến Giáp. Chào toàn thể các bác mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay này, quan hỷ vui vẻ cho em Tùng xin vài lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream này hơn nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều này. Đấy, xin phép mình xin phép mình muốn cốc nước nhá, muốn cốc nước bác là để tiếp tục phục vụ gia đình mình này. Đấy, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá, chia sẻ thật nhiều lên giùm em Tùng với gia đình ơi. OK không? Em hãy tiếp tục quay lại buổi livestream này nhà mình lại ủng hộ em đi ơi. Vâng, trước máy quay đây nhá, xin giới thiệu anh chị quý vị mình một dòng xe quốc dân đây. Toyota Vios 2015. Đấy, số sàn động cơ 1.3 bản G nhá. Xe thì trang bị la xe lúc, có phanh điện chống bọc cứng ABS rồi. Xi nhan trên sườn xe, đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Nội thất cực đẹp luôn. Đấy, 1.3 bản G số sàn. 285 triệu đồng nhá, 285 triệu đồng. Tên tư nhân biển 17 quê lúa Thái Bình nhá. Đấy, vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng nhá, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, con này thì 285 triệu đồng, mang về đi gia đình cũng hay này, đã đưa dịch vụ để càng tiết kiệm nhá. Vài bất bên em còn rất là nhiều đầu này, vài bất còn bên em khá nhiều đầu nhá. Giới thiệu tiếp gia đình mình này, Toyota Vios 2016 nhé. Toyota Vios 2016 động cơ 1.5 số sàn bản E. Con này thì em đang bán với cửa tiền các bác cùng tham khảo là 360 triệu đồng. Đấy, 360 triệu đồng nhé. Tên tư nhân không dịch vụ taxi, là giám đốc phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi nên đầy đủ đồ chơi. Màn hình cova đèn pha bi cầu. Đấy, cam lùi cam hành trình đề lộ startup. Đấy, máy cực chất luôn nhá, máy cực chất luôn. 1.5 bản E 2016. Đấy, nội thất bên trong rất là đẹp này. Các bác nào mà đang muốn tìm một dòng xe gia đình tiết kiệm này, tham khảo cho em chiếc này nhá. Đồ chơi thì đầy đủ rồi, mang về chỉ việc đi thôi, chỉ việc khai thác, chỉ việc sử dụng thôi nhá. 360 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng của gia đọc sông. Chào bác Nguyễn Khôi, chào Cờ Chi, sao Trần, chào bác Nguyễn Trương. Chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Còn rất là nhiều xe luôn nhá, còn rất là nhiều xe để phục vụ gia đình mình luôn. Thì ở trước máy quan đây xin giới thiệu anh chị quý vị này, Hyundai Grand i10 nhé. Hyundai Grand i10 2014, đăng ký và lăn bánh năm 2015. Xe mang động cơ 1.0 bản đổ số sàn nhé. Tên tư nhân 30 triệu đô Hà Nội phố đây. Con này thì em đang giá bán với cửa tiền 235 triệu đồng. Bản đổ thì được trang bị la giang đúc, phanh điện chống bó cứng ABS, xi nhan trên gương, gương kính cụp sạc điện, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Đấy, xe gia đình không dịch vụ taxi. Đấy, đề đổ sao tốt tốt này, màn hình OLED cỡ lớn rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị gia đình mình nhá. 235 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng còn ra lộc sâu cho những khách hàng thân thương cho ô tô đổ ngoài dương ạ. Cảnh mẫu Hyundai Grand i10 2014 rồi, tiếp tục báo giá gia đình mình này. Kia Morning số tự động 2010, đăng ký bán bánh tại Việt Nam năm 2013, xe được nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Đấy, màu sơn xanh kiểu long rất đẹp này, la sáng đúc 4 bánh, có phanh điện chống bó cứng ABS rồi, xi nhan dạng bí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, tên tư nhân 29 Hà Nội phố đây, cam lùi cam hành trình đầy đủ, 4 mắt cảm biến phía sau nhá. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng, 235 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng còn ra độc sâu cho đại gia đình mình về mẫu xe hatchback một đầu này ạ. Vâng, chào bác Lê Đức Hải, chào Nguyễn Khôi, chào Chi Sao Trần, chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream này nhá. Để xem con mẫu xe nào tiếp tục này, nhập con mẫu là tiếp tục nhập khẩu giới thiệu cho mình nhé.
Đây nhập khẩu thì bên em còn một chiếc Cedric này nhá. Một chiếc Cedric, một chiếc Cruy nữa để em giới thiệu cho mình này. Lazetti Cedric 2010 đăng ký là bánh 2011. Xe mang động cơ, xe mang động cơ 1.6 số tự động nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Đấy, tên nhân 99 Bắc Ninh, quê hương con họ chơi tình đây. Cặp đèn pha Haren chiếu sáng đa chiều này, đèn cầm phá xương tiêu chuẩn, la sáng đúc lốp đáp đẹp xin nhan thì trên sườn xe. Đấy, số động 1.6, đăng ký đăng kiểm cực dài luôn này. Đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 7 năm 2023. Các bác thì mình mang về đi chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi, việc khai thác thôi, không phải suy nghĩ thêm điều gì nhá. Đấy, một chiếc xe form dáng nhập khẩu rất đẹp này, rất là cứng rắn nhá. Đấy, em Tùng đang gắn với cửa tiền này, 250.000 đồng bao rút hồ sơ. Đấy, vô lăng ba chấu, túi khứ an toàn trên vô lăng, cam đùi cam trình đầy đủ rồi nhá, màn hình OLED cỡ lớn rồi. Đấy, 250.000 đồng xe nhập khẩu số động của gia đình nhà mình. Đấy, các bác nhà mình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ vui vẻ cho em Tùng xin vài lượt chia sẻ đây bác nhá, xin vài lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream này hơn, để những anh, những chị, những quý các bác mà đang quan tâm những dòng xe đã qua dụng thì đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, đến gặp anh Tùng nhá, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cái xăng mì hợp số 2 để được xem xe, chạy xe miễn phí nhá. Đằng sau chiếc Lazetti Cedric 2010 rồi à, tiếp tục em Tùng báo giá nhá. Chevette Cruy 2012, xe đang động cơ 1.6 số sàn. Đấy, máy số cao chỉ sân si cực ngon cực đẹp luôn. Đây, la sáng đúc có phanh dây chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp sợi điện. Tên tư nhân biển 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ nhá. Form dáng của Mỹ này, dài xe trường xe này. Đấy, form dáng rất đẹp này. Đấy, không phải lỗi thời nhá. Form dáng của 2012 mà nhìn như 2020-21 nhá. Vô lăng ba chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Lốp lắp đẹp, máy số keo chỉ chất, màn hình OLED thì đầy đủ rồi. Nhà mình mang về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng đi nhá. Đấy, 235.000 đồng cho chiếc Cruy 2012 này ạ. Các mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Hoan hỉ vui vẻ lên, cho em xin vài lượt chia sẻ đi các bác ơi. Cạnh mẫu Cruy 2012 rồi, tiếp tục giới thiệu gia đình này, Toyota Vios 2017 nhá. Vios 2017, động cơ 1.5 số sàn bản E. Con này thì em Tùng đang bán với cửa tiền cho bác tham khảo là 395.000 đồng. Đấy, 395.000 đồng cho chiếc Vios màu trắng mà mẹ mắng cũng mua này. Đấy, là sáng đúc 4 bánh, có phanh đĩa iPad cả 4 bánh rồi. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 12 năm 2023 cơ. Vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng, màn hình OLED cỡ lớn này, nội thất thì cực đẹp cực chất luôn. Đấy, em đang bán với cửa tiền các bạn mình cùng tham khảo là 395.000 đồng nhé. 395.000 đồng, còn bớt, còn thương lượng, còn giảm sâu. Chắc Trần Viên, chào bác Hữu Minh Vũ, chào bác Lê Đức Hải, chào Khôi Nguyễn, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhé. Cảnh mẫu Vios 2017 rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến gia đình nhá. Hyundai Grand i10. Hyundai Grand i10 2014 bản đủ, động cơ 1.0 số sàn. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền mình cùng tham khảo là 230.000 đồng. Tên tư nhân không dịch vụ taxi, biển thủ đô. Đấy, động cơ 1.0 rất tiết kiệm. Bản đủ thì được trang bị la sáng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp sợi điện, vô lăng ba chấu, túi khí an toàn trên vô lăng, cam đùi và cam hành trình thì đầy đủ rồi nhá. Nhà mình mang về đi, chỉ việc đi, chỉ việc khai thác, chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, nhỏ gọn, tiết kiệm điện, bền bỉ đến từ nhà Hyundai đây. Chào Trung Nguyễn này, chào Hữu Minh Vũ, chào Trần Viên, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ vui vẻ, cho anh Tùng xin vài lượt chia sẻ đi. Các bác nào đang quan tâm dòng Lazetti sedan hai đầu phân khúc hạng B đời 2012 thì tham khảo cho em chiếc này nhá. Đây, Lazetti 2012, động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Tên tư nhân đấy, biển 34 Hải Dương 4101 đây. Đấy, 175.000 đồng đi nhá. 175.000 đồng cho mẫu Lazetti 2013 nhá. Đấy, động đăng ký đăng kiểm dài này. Cho xem Vios, cho xem Vios 2006 à. Vios 2006 thì bên em còn một chiếc là màu bạc nhé, bác tham khảo cho em, bác Trung Nguyễn Trung ơi. Toyota Vios 2006 màu bạc. Đấy, xe thì mang động cơ, xe mang động cơ 1.5 số sàn. Tên tư nhân 34 Hải Dương đây.
đấy, sedan đầu phân khúc hạng B. Các bác nào mà muốn chọn cho mình một chiếc xe mà sedan đầu này, tránh mưa tránh nắng nhá, đấy tập lái này, đi chơi đi du lịch gặp gỡ giao lưu bạn bè nhá, chiếc này cực đẹp luôn, 135 triệu đồng ạ. Đấy các bác nào mà đang xem buổi livestream ngày nay, hoan hỉ vui vẻ lên xem, xin vài lượt chia sẻ đến gia đình ơi để lan tỏa buổi livestream hơn nhá, cảm ơn các bác rất là nhiều. Sau đây em xem ở cái góc dưới bên kia nhá, để em xem góc dưới bên kia xem còn đầu xe nào mà chưa tư vấn được nhá, để em Tùng sẽ tiếp tục tư vấn cho các bác nhà mình về những đầu xe hiện bên em đang có nhá. Nhà mình ơi chia sẻ đi, hoan hỉ đấy, cho em xin vài lượt chia sẻ đi các ơi. Đấy, các bác nào đang quan tâm dòng Kia Morning tầm lẻ 10 lẻ 11 đây mà số tự động luôn nhá, đấy tham khảo trên chỗ này, Kia Morning 2009, động cơ 1.0 máy eco số động, đấy con Morning này thì em đang bán với cửa tiền các bác cùng tham khảo là 228 triệu đồng nhé, 228 triệu đồng. Đấy giá còn bớt còn thương lượng còn ra được sâu, là sản xuất hoa mai 4 bánh có phanh điện trôi bó cứng ABS rồi, xin nhan trên gương kính cụp chủ điện, tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ, gửi gia đình nhá. Tiếp tục báo giá anh chị khuyên mình một đầu like trước đi nhá, Vivante 2009, đấy đăng ký lăn bánh năm 2010, xe động cơ 2.0 số sàn nhá, tên tư nhân biển 14 Quảng Ninh, em đang bán con này với cửa tiền cho bác cùng tham khảo, với cửa tiền cho bác cùng tham khảo là 165 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng còn ra độc sơ đình mình. Đấy thì buổi trưa thì em Tùng cũng 10 giờ 11 giờ trưa nhá, thì các bác là chắc là chưa lắm đông lịch đâu, vào hơi ít đấy, thì em cứ lên sóng báo giá đình mình ngày mai nhá, vẫn là khung giờ 11 giờ trưa và tối nay là 8 giờ 3 phút nhá, vì em vẫn vào báo giá cũng như là chia sẻ lan tỏa buổi livestream hơn, chia đến khách hàng thân thương đấy. Chưa rồi thì xin chúc các bác có một buổi trưa vui vẻ, qua bước sóng này thì mong đã tìm được cho mình những mẫu xe ưng ý nhá. Đấy, tối 8 giờ 3 phút bên em vẫn có chương trình tri ân, đấy có chương trình tri ân những khách hàng nhá. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại gia đình và những buổi livestream tiếp theo của chỗ tôi là Hải Dương, xin chào đại đình mình ạ.